Today's enlightening entertainment will be presented in Aulacese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Trong văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian. Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đờn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương. Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cái đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc. Dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Tượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của soạn giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Tượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này. Ai nức nở quỳ bên chánh điện khi chuông chùa vừa đêm tiếng công vu, tín nữ ơi sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nợ hay vẫn dương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch đầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ. Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta. Vở cải lương Ngọn Đèn Tiên thuật lại câu chuyện về nàng Bạch Giáng Tiên đã mắc lọa vì vi phạm luật thiên đình.
Chỉ khi nào những người yêu thương Bạch Giáng Tiên có thể giúp nàng tìm thấy được ngọn đèn trí huệ, Bạch Giáng Tiên mới giải thoát khỏi những ràng buộc do chính mình gây ra. Sau đây, kính mời quý vị xem phần 1 vở tuồng Ngọn đèn tiên của soạn giả Bạch Mai. Vở cải lương này sẽ được trình chiếu trong 4 kỳ với sự góp mặt của các nghệ sĩ Vũ Linh trong vai thư sinh Hữu Lương, Ngọc Huyền trong vai Bạch Giáng Tiên và Hữu Nhân, Thanh Thanh Tâm trong vai Liên Hoa Tiên, Chí Linh trong vai Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Đức Lợi trong vai Hữu Sinh, Minh Long trong vai Vua, Linh Châu trong vai Thập Sư Đại Phủ, Tào Thành trong vai Thừa Tướng, Minh Thâu trong vai Công Tử Bột, Trung Quang trong vai Hạo Thiên Quyển, Đức Vinh trong vai Quang Huyện, Hồng Nhung trong vai Mẫu Đơn Tiên, Vân Hạ trong vai Hồng Nương Tiên, Bạch Mai trong vai Cô Gái Bán Tơ, Bạch Thu trong vai Hồng Loan Thôn Nữ, Bạch Lan trong vai Hữu Phùng, cùng các nghệ sĩ khác. Lòng người gian trí tuệ
Xin em, ta nào đâu luyến tiếc và tham mê quyền tước, nhưng chán chê con người đổi trắng thay đen, uổng công ta cần mẫn sách đèn, rốt cuộc chi hoài công với phường vô loại. Cậu chuyên cần học nhường văn thơ thi phú, thập bát ban võ nghệ lại tinh thông, thế mà không chiếm được mây đồng. Cậu à, chuyện thế nào xin cậu hãy cho em được rõ. Xin, khi ta vào thi bắn trúng hồng tâm ba mũi, trong khi các sĩ tử kia người trật một kẻ trật hai, đến lúc dân nhân tự thì... Bà con ơi! Bà con ơi! Đi! Lẹ lên! Lẹ lên! Cái chui qua trường Kinh Đô, mười năm mới mong hôm nay. Ngài dìm qua chỉ mong đem tài báo ăn sang hà. Muôn người vui nô đức, xem đi tài hùng văn. Xảy ra là như thế đó. Trời ơi, vậy mà cậu không dớt cho nó vài chiêu để nó nếm mùi cay đắng, chưa bỏ cái thói tham ô. Nè, nói thật với cậu nha, phải biết trước đó em sẽ xông vô thôi liền một cái cho nó xích xì dầu cái lỗ mũi. Làm như thế sẽ phạm tội khi quân, đánh quan cướp triều đình đâu phải dễ. Chán nản quá rồi, ta cũng không muốn về quê, mà chỉ muốn trọn đời sống ở nơi đây cùng các nàng tiên kiều diễm, nhân hậu hiền lương lòng không xấu hiểm, nhất là nàng tiên áo trắng thước tha mặt đẹp như hoa môi thắm tươi hồng. Trời ơi, trời ơi, pho tượng đồng nào phải người ta, sao cậu lại vui cười trứng dẫn với mà. Pho tượng vô tri còn hơn người thế à, tục đi đứng nói cười mà tâm địa vô lương. Phải không nàng tiên áo trắng phi thường, ta muốn cùng nàng ước nguyện nguyên ương. Cậu hãy tỉnh đi, em quá lo lường. Người mau vào rừng xin nhai. Dạ, vâng lời cậu em vào rừng. Nhưng cậu ở đây phải bình tĩnh giùm em. Nè cậu à, ngôi cổ miếu này đó người ta thờ, mình chỉ biết đứng xem. Cậu đừng có nói bậy, mấy bà giận quở nghe cậu. Ta hiểu rồi, thôi em hãy đi đi. Dạ em đi, cậu nhớ cẩn thận nghe cậu. À, cậu à, cậu đừng nói bậy nghe cậu. Trăm năm nhắc một câu thề, hương thơm trong gió bên lề tình xuân, hồn mơ mong điệp bấn khuân, canh gà chờ tình lòng lẫn lẫn. Thank you.
quá. Người là ai? Tôi là một thư sinh thất vận, lỡ qua thì nên rất hận nghe đời. Bạc đắng như vôi, giả nghĩa nhân bằng lời nói ngoài môi, khiến lòng mà tôi ngào ngán nhân tình. Nhưng tôi ở chốn thiên đình xa biệt, đâu thể cùng ai có lời hơn thiệt. Dường thế cũng thèm có sống gần nhau, xin hãy cho tôi dời bước đi nào. Đã ngất ngây nhan sắc qua đào, nên đến gần nhau trao lời hẹn ước. Tôi vốn là tiên không được ở dương trần, trần gian nên thơ tập phần quyến rũ. Nếu muốn gặp tôi thì hãy thổi lên tiếng sáo. Tiếng sáo à? Giờ xin tạ tờ không thể ở đây lâu, ta sẽ chờ nàng thắm đổi cao. Xin kêu biệt. Ai mua tơ gấm không? Gấm này giờ ở Giang Nam, còn ở Giang Bắc Nam đang sợi vàng. Xin mời mua giúp giùm tôi số tân đơn độc lẻ loi cơ hàng. Cô em đẹp lắm. Này cô nàng, sao bán tơ vàng? Hãy trao đây, ta giúp mua cho. Dạ, mời ông xem thử tơ xinh mịn màng. Không cần thử mà ta lấy hết cả bạc tiền nàng có hãy đưa ngay. Kia, sao lại hỏi bạc tiền thật trớ triêu thai à? Chúng tao là ăn cướp, chẳng ai không tường. Ăn cướp? Trời ơi, bớ kìa ta, bớ kìa ta. Nếu la lên tao giết chết bây giờ. Đưa tiền đây, đưa đây. Ông ơi, tôi chỉ có cái gói tơ mà ông đã lấy rồi. Nào nào có bạc tiền chi? Tôi nghèo lắm ông ơi, xin ông ta giùm làm phước mà. Linh, nghèo hả? Vậy trao nữ trang mày đang có đây, còn bằng không đừng trách bọn tao. Không, đưa đi, tôi đưa đi. tôi không đưa. À, con này tới số, xem đây. Bớ cái ta cứ thôi. Lại dứt cái này. Chạy ơi. Chết mày chưa? Dạ, nhờ ân nhân cứu mạng, một lại này xin tạ lòng ơn. Kìa, cô Hải đứng lên, đừng khiêm nhường thi lễ. Nè, cô đi đâu một thân đơn lẻ, để phải vươn tay quả thình lình? Dạ, tôi là người không có gia đình, cha mẹ mất nên phiêu linh trôi dạt. Buôn bán tơ với cuộc đời lãng bạc, kiếm sống qua ngày chưa chắc đắng cay. Thân giảm dài không cần tương lai, mặc cho đời rủi mai, sương gió phủ đầy đôi vai. Nghe qua cảm thông cho phận má hồng, tư cố vô thân trong hoàn cảnh đau lòng, không cha không mẹ không mi chồng, cô phải sống nhờ nơi đâu? Trôi nổi băng tơ bể dầu không tường, chẳng mai gặp cường sang giữa đường, những nai tay trắng bên đàn, thân phận cơ hàng biết sao. Tôi ở gần đây với người anh cô độc liêu, không ngại ngùng xin hãy theo tôi. Kìa, trời sắp hoàng hôn, rừng sâu quen lạnh, như nữ một mình e gặp cánh tay. Dạ, thêm một lần cảm nghĩa ân nhân. Người bảo có anh, rồi còn ai nữa? Chỉ có hai anh em tôi thôi, nhưng xin cô chớ ngại, chúng tôi không phải là phường ông bướm trăng hoa. Tuy
hàng ghi nhưng nghiêng bút từng qua, nên trọng nhân nghĩa thấm nhuần đạo đức. Vậy vì ân nhân đang sống đời cơ cực, có tôi về sẽ bực mình thêm. Ấy, cô đừng ngại, sống muối dưa đạm bạc cũng êm. À kìa, cô ơi, trời đã sắp tối rồi. Thôi, à, xin mời cô theo bước. Dạ, đa tạ ân nhân. Mời cô. Thank you.
là Giáng Tiên Lâm Trọng Bình. Để ta xem. Không sao, các em hãy về cúng lo phận sự của mình. Giáng Tiên chỉ mệt thôi, chứ không có gì đáng ngại. Nhưng sao Giáng Tiên không tỉnh lại, khiến lòng em lo sợ không an. Từ ngày chúng ta vào bước trần gian, Giáng Tiên vào ra thấu thân như có gì bí ẩn bên trong. U buồn giọng tương hư không. Chúng em quá lo nhỏ to tâm sự, nhưng chị Giáng Tiên chẳng chịu tỏ bài, còn than vẫn thở dài. Ta đã hiểu tường hoàn cảnh Giáng Tiên, đã thăm đường tơ duyên, nhưng lại quên đi mình ở thiên đình, đâu kết hợp được duyên tình. Như thế phải làm sao Giáng Tiên mắc tội, mọi chuyện chờ chỉ lo. Xin tỷ nương thương nghĩ Giáng Tiên. Các em hãy yên tâm, Giáng Tiên, Giáng Tiên, hãy tỉnh lại em. Kìa, Liên Hoa chị. Em. Dạ, em xin lỗi vì hôn mê vô ý, để phiền lòng hiền tỷ ở thiên cung. Chuyện đó không quan trọng. Ta muốn hỏi em, vì sao ngất xỉu? Dạ em. Giáng Tiên, sao lại dại dột? Đã là thần tiên sao vương mùi tục lụy, quan nghiệp gì mà quỷ mỹ yêu đương? Giờ đây chuyện xảy ra làm quen ố cung chương, nơi tiên cảnh mà bào thái đeo đằng. Chị xin nương tí để em có bài tân tương. Lúc xưa chúng ta nô đùa trần, đâu chàng lương to lòng thầm yêu Giáng Tiên. Nguyện ước ba sinh duyên sắc cầm đa chàng có nhau. Nghe lời em nói trí tâm ta kinh hoàng, trần gian tiên cắn sao gần nhau. Thương em bào thai đã dương huynh nghiêm lục hình, người không dung thứ bởi lối em gây tai qua tài trời. Giang ban ngọc nắng em vẫn không thân chung nguyện tình chàng. Giáng Tiên ơi, chị hiểu rõ lòng em, nhưng nghĩ lại mà xem em là người thượng giới, thì làm sơn tình trao gửi kẻ tục người tiên không thể đợi tương phùng. Nhị lang thần dương tiễn nghi minh sắc đá lạnh lùng, một tiếng phán ra là bão bùng văn phủ, em phải cam đành giống phủ. Thời nào lỗi hẹn ngôn, nhưng vì đã kết hợp lòng trần chung thì ân ngủ lôi sẽ không hề nhường bước, thân xác phải dở tàn như nước chảy theo dòng. Rành rồi cảm tâm đời em ta, phải cam sầu riêng hữu lương người tình quan trai bên không chung thuyền. Đừng ai đi nén sầu lâm ly để anh không hồ nghi, ta sẽ tìm cách đưa nàng đi. Chị ơi
trăm đồng. Ta sẽ thay thế nàng trong đại lễ thần tiên, nếu trốn xuống trần gian những ước nguyện là chung bông. Đầu bái tạ tế nương đã cho em nguồn sống, chớ bệnh rịnh chần chờ không thấy bình an. Tạm biệt Liên Hoa Hiền Ti. Giang Tiên em, Giang Tiên. Vì sao khúc nghe thường xối loạn, ta thấy có điều gì khác đi, như thế là lý do gì? Dương huynh hãy bình tâm, dặn bớt cơn thịnh nộ để sao để muội bài phân cho huynh tường giá chân. Thế thì tại sao chẳng phân bài ấp úng quanh co? Dạ, rồi vô khúc nghe thường gì vắng mặt Giang Tiên. Giang Tiên ở đâu, ta chẳng biết đây là ngày hội. Giang Tiên thọ bệnh trầm tha suốt từ ngày hôm qua. Dương huynh hãy bình tâm, dặn bớt cơn thịnh nộ để muội bài phân. Vui hồi thần tiên khúc nghe thương nhạc nói lên có chúng em chu toàn. À được, để ta vào cung thăm viếng Giáng Tiên và cứu chữa bệnh tình cho tiên muội. Trong lòng huynh sao yên, Liên Hoa hãy phân bài sao trong lòng hồ nghi. Biết nói sao bây giờ, đâu có chi nghi ngờ. Lòng hoài nghi có chuyện không ai dùng phép màu. Bắt Giáng Tiên về trị tội.
tình riêng hải hà tha lùi. Chớ để thiên binh hạ trần dân tội, thì ngàn thuở giáng tiên không tư hội với thâm tình. Tị tội đưa vô tâm. Dương huynh, Dương huynh ơi, nỡ lòng nào anh đứt đoạn tình thân của Dương Tiên cùng Giáng Tiên hiền nuôi. Liên qua ơi, lần đầu tiên một thiên tướng nghẹn ngào hận tôi, khi Giáng Tiên đành vui đắm với trần gian. Công tu hành ngàn thuở đã tiêu tan, ấn ngủ lôi khó tha nàng toàn mang. Nước mắt ta rơi vì tình thương lai lan, những quy luật thiên đình khó tha tội giáng hương. Nàng đã có con làm ô quế tiên đường, dám vào lôi phong tháp nói tỏa hương giải trần. Rồi đứa trẻ phải lìa xa tình mẫu tử, xin anh hãy đại từ cho con mẹ đoàn viên. Ngày nào nó đến cung tiên, phá lối phong tháp mới thâm tình. Thiên tướng thiên binh giảm sắc đao vàng của trần thế Bắc Giáng Tiên về trị tội. Đèn sách vui trao cảm
anh xiết bao Giáng Tiên của anh. Chỉ loay quanh sẽ không mấy đâu. Do cớ nào nàng nói chuyện lìa đôi? Vì xa tiên giới có mong an lành. Giáng Tiên, Giáng Tiên, vì sao sấm chớp bủa văng? Hãy lo lắng cho con còn thơ dại. Cậu ơi, trời không chuyển mưa mà mây đen giật vũ, tiếng ào ào như bão động cuồng phong. Tôi đang dỗ con cũng hồi hộp vào phòng. Mợ ơi, mợ là tiên, mợ có biết chuyện gì xảy đến? Hữu Lương ơi, lời tiên đoán đã thành sự thật. Nhị Lan thần Dương Tiện xuống bắt em. Nhị Lan thần Dương Tiện là ai? Là thần tiên ở chốn thiên đình, là huynh trưởng của Giáng Tiên, là cậu của hữu nhân quân ta đưa. Nếu là cậu tại sao gây rối? Nếu phải thâm tình sao bắt tội em mình? Trời ơi, chuyện của mợ tiên là chuyện thiên đình, đừng nói bậy mà mấy ông cỡ phạt. Giáng Tiên hỡi, em cần bình tĩnh. Nếu có phải nguy nạn, mình chung chịu cùng nhau. Không thể được. Ai gây lỗi lầm thì phải gánh phiền đau. Người dương thế không thể nào về tiên cảnh. Dương quên. Quý vị vừa thưởng thức phần 1 vở cải lương Ngọn đèn tiên của soạn giả Bạch Mai, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Vũ Linh trong vai thư sinh Hữu Lương, Ngọc Huyền trong vai Bạch Giáng Tiên và Hữu Nhân, Thanh Thanh Tâm trong vai Liên Hoa Tiên, Chí Linh trong vai Nhị Lan thần Dương Tiễn, Đức Lợi trong vai Hữu Sinh, Minh Long trong vai Vua, Linh Châu trong vai Thập Sư Đại Phủ, Tào Thành trong vai Thừa Tướng, Minh Thâu trong vai Công Tử Bột, Trung Quang trong vai Hảo Thiên Quyển, Đức Vinh trong vai Quang Huyện, Hồng Nhung trong vai Mẫu Đơn Tiên, Vân Hạ trong vai Hồng Nương Tiên, Bạch Mai trong vai Cô Gái Bán Tơ, Bạch Thu trong vai Hồng Loan Thôn Nữ, Bạch Lan trong vai Hữu Phùng, cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần 2 vào thứ Năm tuần sau trên truyền hình Vô Thường Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời Pháp Cam Luận. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau. Thank you for joining us on today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Words of Wisdom is coming up. Farewell for now, and we'll see you next time. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.